Sáng nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam long trọng tổ chức đại lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ngày 7 tháng 11 năm 1981, ngày 7 tháng 11 năm 2021. Đại lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến, điểm cầu chính đặt tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kết nối với các điểm cầu tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tất cả các tỉnh, thành phố. Dự điểm cầu Trung ương có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Đại lễ năm nay có chủ đề 40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam hội nhập và phát triển cùng đất nước. Đây là sự kiện trọng đại của các cấp giáo hội, các ban, viện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tăng ni Phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Qua đó khẳng định Giáo hội Phật giáo Việt Nam là chủ thể kế thừa lịch sử hàng ngàn năm của Phật giáo Việt Nam. Đây cũng là dịp các cấp giáo hội nhìn lại chặng đường lịch sử đã qua, kế thừa truyền thống lịch sử, hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam, đánh giá những thành tựu to lớn của giáo hội trong sự nghiệp hoằng dương chính pháp, phát triển tổ chức, chăm lo cho đồng bào Phật tử, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trước bối cảnh đất nước đang phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, dân giàu, nước mạnh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát huy hơn nữa truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam, không ngừng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân, ngoại giao văn hóa, tôn giáo, chăm lo đời sống văn hóa tâm linh cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, thông qua đó giới thiệu tới bạn bè quốc tế, hiểu biết sâu rộng về lịch sử, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định.